Sáng ngày 15 tháng 9, tại cảng Lữ đoàn 125 Hải quân, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, đoàn công tác thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu chuyến hải trình thăm cán bộ chiến sĩ vùng 2, vùng 5 Hải quân, nhà giàn DK1/10 và nhân dân trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. Đoàn sẽ đến thăm tặng quà cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên các đảo Côn Đảo, Hòn Khoai, Thổ Chu, Hòn Chuối, Nam Du, Hòn Đốc, Phú Quốc và nhà giàn DK1/10. Dự kiến chuyến công tác sẽ kết thúc vào ngày 22 tháng 9. Đây là chuyến công tác hết sức đặc biệt, có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Trong chuyến đi, đoàn đại biểu sẽ sinh hoạt, giao lưu văn nghệ với lãnh đạo quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh vùng 2, vùng 5 và các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên tàu KN-290, các biển đảo và nhà giàn. Đoàn cũng thăm hỏi, động viên và tặng quà cán bộ chiến sĩ và nhân dân tại các điểm trên.